Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mới đây Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần nguồn năng lượng mới trong cuộc chiến với Nga khi tiến hành cuộc cải tổ bất ngờ và triệt để trong chính phủ Ukraine. Tổng cộng đã có 6 bộ trưởng, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba đã nộp đơn từ chức và Quốc hội đã chấp nhận đơn từ chức của 4 người. Ngoài ra, kể từ cuộc xung đột với Nga, Tổng thống Zelensky cũng đã cách chức hoặc bắt giữ hàng chục quan chức cấp cao, gồm cả Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang và Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Zelensky phát biểu với giới truyền thông trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Cộng hòa Ireland Simon Harris đang có chuyến thăm nước này rằng "Chúng ta cần nguồn năng lượng mới ngay hôm nay, và những bước đi này chỉ liên quan đến việc củng cố nhà nước của chúng ta theo những hướng khác nhau." Các nhà lập pháp cho biết, Quốc hội Ukraine dự kiến sẽ xem xét đơn từ chức của Ngoại trưởng Kuleba vào thứ Năm. Ông Kuleba, 43 tuổi, là gương mặt nổi tiếng nhất của Ukraine ở nước ngoài, gặp gỡ các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới để vận động viện trợ cho Ukraine nhờ khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Vào thứ Tư, ông Zelensky đã gặp các nhà lập pháp từ Đảng Người Phục vụ Nhân dân của ông, và người lãnh đạo nhóm nghị sĩ cho biết những người tham dự đã ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống về việc thay đổi đội ngũ lãnh đạo Ukraine. Các nhà phân tích cho biết, việc cải tổ chính phủ Ukraine đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng đã bị hoãn lại vì ông Zelensky tập trung vào các cuộc đàm phán với các đối tác phương Tây để đảm bảo viện trợ quân sự và tài chính. Đây là cuộc cải tổ nhân sự theo kế hoạch của chính phủ, Volodymyr Fesenko, một nhà phân tích chính trị tại Kiev cho biết. Bây giờ một nửa chính phủ sẽ được thay mới, đây là phong cách của Zelensky. Ông tin rằng các bộ trưởng mới sẽ mang lại năng lượng mới, cách tiếp cận mới, làm việc tích cực hơn. Cuộc cải tổ diễn ra trước thềm chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky vào cuối tháng này, nơi ông hy vọng sẽ trình bày một kế hoạch chiến thắng cho Tổng thống Joe Biden. Các nhà phân tích cho biết, nguồn nhân tài trong chính quyền của ông Zelensky có hạn và kỳ vọng một số bộ trưởng sắp mãn nhiệm sẽ vẫn được bổ nhiệm lại vào các vai trò mới. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược sắp mãn nhiệm Oleksandr Kamysin cho biết vào thứ Ba rằng ông sẽ vẫn làm việc trong lĩnh vực quốc phòng với một vai trò khác. Trong số các vị trí khác đang được xem xét có Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin. Ngày 4 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định những thay đổi mới nhất trong chính phủ Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến triển vọng đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào. Phát biểu với báo giới tại Moscow, quan chức Nga nêu rõ sự ra đi đồng loạt của nhiều thành viên chính phủ Ukraine này sẽ không ảnh hưởng đến triển vọng đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi cùng ngày trước đó, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk thông báo Ngoại trưởng nước này Dmytro Kuleba đã đệ đơn xin từ chức. Trên mạng xã hội, Chủ tịch Quốc hội Ukraine cho biết đã nhận được đơn xin từ chức của ông Kuleba và yêu cầu này sẽ được xem xét tại một trong những phiên họp toàn thể tiếp theo của Quốc hội. Trước đó cùng ngày, ít nhất 6 quan chức Ukraine, bao gồm 3 phó thủ tướng và các bộ trưởng trong thành phần nội các của nước này đã nộp đơn xin từ chức. Đây là sự thay đổi nội các quy mô lớn trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang có những thay đổi đáng chú ý trên thực địa. Việc một loạt bộ trưởng Ukraine xin từ chức và khiến hơn 1/3 vị trí trong nội các Ukraine bị bỏ trống kể từ sau các vụ sa thải vào đầu năm nay. Đây là sự thay đổi nội các quy mô lớn trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang có những thay đổi đáng chú ý trên thực địa. Tổng thống Ukraine thúc giục phương Tây cung cấp thêm vũ khí để tấn công vào Nga. Trong bối cảnh lực lượng Nga đang có bước tiến công đột phá, mỗi ngày trong tháng 8 tiến thêm 15 km² vào lãnh thổ Ukraine. Ngày 2 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói các đồng minh phương Tây không những nên cho phép Kiev dùng vũ khí được viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga mà còn phải cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Cùng lúc đó, theo hãng tin AFP, Nga trong tháng 8 đã có bước tiến quân đột phá vào lãnh thổ Ukraine, chủ yếu là ở vùng Donetsk phía đông, nơi ông Zelensky thừa nhận đang gặp khó. Ukraine từ lâu đã thúc giục các đồng minh phương Tây cho phép họ dùng vũ khí được viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Lời kêu gọi này ngày càng cấp bách hơn khi Nga tăng cường tấn công vào các cơ sở năng lượng và nhiều cơ sở hạ tầng khác của Ukraine. Trong cuộc gặp ngày 2 tháng 9 với Thủ tướng Hà Lan Dick Schultz tại thành phố Zaporizhia, miền đông Ukraine, ông Zelensky cho biết Kiev đang cương quyết hơn để các nước phương Tây bật đèn xanh cho họ dùng vũ khí viện trợ tấn công Nga. Tổng thống Ukraine thúc giục các đồng minh đảm bảo nguồn cung vũ khí cho các cuộc tấn công của Ukraine và lãnh thổ Nga. Hiện nay chỉ riêng việc cho phép là chưa đủ, chúng tôi đã không nhận được tất cả những thứ chúng tôi muốn sử dụng. Tổng thống Zelensky đã thảo luận với Thủ tướng Hà Lan về việc tăng cường sức mạnh phòng không của Ukraine, nhắc đến một số ý tưởng nhằm tăng số lượng máy bay F-16. Trong khi đó, Thủ tướng Hà Lan Scholz khẳng định, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thiết bị phòng không, máy bay F-16 và tài trợ đạn dược.
Theo ông Schulz, Hà Lan cũng sẽ cung cấp cho Ukraine khoảng 221,4 triệu đô la Mỹ hỗ trợ sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng và hỗ trợ nhân đạo. Tại cuộc gặp, ông Zelensky thông tin cuộc tấn công của Ukraine và vùng biên giới Kursk của Nga đang diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận tại mặt trận miền Đông đang gặp khó khăn. Tổng thống Zelensky nói, chúng tôi tin cuộc tấn công vào vùng Kursk có thể giúp giảm bớt áp lực ở mặt trận Pokrovsk phía đông, nhưng tình hình cho đến nay là khó khăn. Hãng tin AFP phân tích dữ liệu được Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cung cấp cho thấy, lực lượng Nga trong tháng 8 đã tiến thêm 477 km vuông vào lãnh thổ Ukraine. Đây cũng là mức tiến quân hàng tháng lớn nhất của Nga vào Ukraine kể từ tháng 10 năm 2022. Theo đó, quân đội Nga mỗi ngày trong tháng 8 đã tiến thêm 15 km vuông vào lãnh thổ Ukraine, chủ yếu là ở vùng Donetsk. Hầu hết các vùng Nga chiếm được đều nhằm hướng đến thành phố hậu cần Pokrovsk. Theo AFP, tính đến cuối ngày 1 tháng 9, quân đội Nga chỉ còn cách thành phố này chưa đầy 7 km. Phát biểu khi ghé thăm vùng Tuva ở Nga ngày 2 tháng 9, ông Putin khẳng định các lực lượng Nga đang tái chiếm lãnh thổ ở vùng Kursk theo từng km vuông, đồng thời cảnh báo sự khiêu khích của Ukraine tại Kursk sẽ bị xử lý. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể ở các khu vực chiến lược của Donbass với tốc độ nhanh hơn so với trước đây. Ông Putin tuyên bố, quân đội Nga hiện không chỉ kiểm soát vài trăm mét lãnh thổ mà còn mở rộng ra những khu vực rộng lớn hàng km vuông. Người đứng đầu Điện Kremlin cảnh báo rằng những hành động khiêu khích của Kiev tại khu vực Kursk sẽ không thành công và Moscow sẽ đối phó với những kẻ đã xâm nhập vào Nga với mục đích gây rối ở biên giới. Tổng thống Putin cũng gợi ý sau này Kiev có thể nhận thấy sự cần thiết của việc giải quyết xung đột thông qua đàm phán, đồng thời khẳng định Moscow chưa bao giờ từ chối tham gia các cuộc đàm phán này. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng lãnh đạo Ukraine có thể không muốn kết thúc chiến sự, vì việc tổ chức bầu cử tổng thống ngay sau khi dỡ bỏ lệnh thiết quân luật có thể khiến cơ hội tái đắc cử của họ trở nên mong manh. Ông Putin nhấn mạnh, chính quyền hiện tại rõ ràng chưa sẵn sàng cho việc này. Đó là lý do họ không quan tâm đến việc chấm dứt xung đột và tiếp tục tiến hành những hành động khiêu khích ở khu vực Kursk, tương tự như những gì họ đã làm ở Belgorod trước đó. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục bảo vệ người dân ở Donbass và tương lai của nước Nga. Ông cũng nhấn mạnh rằng Moscow không thể để các thế lực nguy hiểm xuất hiện gần biên giới vì họ đang lập kế hoạch tấn công và liên tục tìm cách gây bất ổn cho Nga. Đầu tháng 8, Ukraine bất ngờ tập kích vùng Kursk và đã tuyên bố kiểm soát hơn 1.200 km vuông tại đây. Giới quan sát nhận định chiến dịch của Ukraine khá bất ngờ và nhìn chung chưa thống nhất cách hiểu về động cơ cho đợt tấn công táo bạo này. Theo ước tính mới nhất từ Moscow, cuộc tấn công này đã gây thiệt hại lớn cho lực lượng Kiev với hơn 7.800 binh sĩ, 75 xe tăng và hơn 500 xe bọc thép bị phá hủy kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 6 tháng 8. Chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.